Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thực hiện một bài toán phân loại đơn giản. Chúng ta sẽ xếp một hình ảnh MRI về não và sẽ dự đoán xem hình ảnh đó có khối u hay là không. Thì đầu tiên về data, chúng ta sẽ có 1.500 image, yes là có khối u. Đây, đây những hình ảnh có khối u. Và 1.500 hình ảnh no là không có khối u. Và predict là hình ảnh dùng để test sau khi train xong có 60 hình ảnh. Thì mình sẽ để cái link data ở bên dưới cho các bạn download về. Thì về tổng quan các bước làm thì đầu tiên chúng ta sẽ xử lý dữ liệu, rồi chia tập train và validation, sau đó tạo một model đơn giản và train nó. Cuối cùng dùng model dự đoán hình ảnh có khối u hay là không. Thì mình sẽ dùng Google Colab để thực hiện bài này. Các bạn mở Google Colab lên. À, bây giờ chúng ta sẽ mail nó với Google Drive để lấy dữ liệu từ Google Drive. Rồi, chúng ta đã mail xong rồi. Và đây, đây sẽ là cái data của chúng ta. Rồi, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên, chúng ta sẽ import một số cái thư viện cần thiết. OS sẽ giúp chúng ta làm việc với tệp và folder. Keras, lát chúng ta sẽ dùng để build model. Spooling flatten dense drop out batch norm below. Chúng ta sẽ làm việc với image 5 bài. Ban đề matplotlib phân chia data dùng one hot encoder. Rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng encoder là one hot encoder. Mã hóa 0 và 1. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ load data và xử lý. Tạo 3 lít rỗng. Y và path. Rồi, load data. Root dir file
Rồi, lấy data từ folder yes này. Rồi. Thì sau cái này thì nó sẽ lưu hết tất cả các cái link của tất cả các image trong Yes vào cái path này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử lý data. Resize image về kích thước 128 x 128. Rồi đưa về năm bài mảng năm bài. Ta chỉ lấy những image có kích thước là 128 x 128 x 3 thôi. Chúng ta sẽ để yes là 1 và lát để no là 0 nha. Rồi, run thử cái này ha. À, mình nhầm cái này một xíu. Transform, mình thiếu chữ F. Rồi. Ok, và các bạn cứ để nó run đi ha. À, thì bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự như vậy với folder no. À, sửa lại folder no. Và encoder sẽ là 0. Rồi, chúng ta cũng chạy như vậy luôn. Rồi, chúng ta lại chờ tiếp. Rồi, folder no cũng xong luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển x vậy về dạng 5 byte ha. Rồi, ở đây chúng ta thấy là tổng cộng có 3.000 image của no và yes. Nhưng mà ở đây những cái image phù hợp là chỉ có 2891 thôi. Rồi, bây giờ chúng ta có thể thấy là khoảng tổng cộng có khoảng 11 phút để load cái data cho hai folder yes và no. Thì thay vào đó chúng ta có thể lưu cái lưu x và y dưới dạng 5 byte để sau khi mà thực hiện một số cái công việc thì chúng ta có thể load được từ x và y đó, không cần phải load qua cái này nữa. Thì chúng ta sẽ lưu nó lại ha. Lưu ở đây đi. Rồi.
và y nữa. À, mình thiếu dấu phẩy. Ok, mình kiểm tra ở này xem. Đó, x và y này. Các bạn chỉ cần load data từ x và y này là được, không cần phải đọc từng cái tab ở trong yes và no nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ phân chia data. Ta sẽ chia ra thành hai tập là train và validation. X nè, y nè, test size. Test size các bạn có thể đặt là 20 hoặc 30% gì đó cũng được. Mình thử 20% đi ha. Thì còn 80% còn lại sẽ dành cho train. 6 trộn. Ok. Rồi chúng ta sẽ xem data train. Đây, chúng ta có 2312 image trong file trong train và còn lại ở trong validation là trong test. Và bây giờ chúng ta sẽ build một cái model để nó học. Thì chúng ta có thể tự build hoặc là sử dụng số model có sẵn như là VGC hoặc là AlexNet gì đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử build một cái model nó đơn giản đi ha. Rồi chúng ta đã build xong cái model. Thì chúng ta sẽ bring cái summary ra để xem thử nó như thế nào ha. Rồi đây. Đây là từng lớp và từng cái đầu ra của nó là thông số. Rồi, các bạn tự xem ha. Rồi chúng ta sẽ đem cái model đã build và train cho nó. Epoch dùng là 20 epoch. Pass size khoảng 50 đi.
Validation. Validation data. X-test và Y-test. Rồi, chúng ta sẽ run. Ok. Cái khoảng thời gian run này nó khá là lâu. Mình đã run thử trên model này là nó khoảng tầm đâu đó 1 tiếng đồng hồ. Nên là các bạn cứ relax trong thời gian này đi. Mua trà sữa hay là bánh tráng trộn gì ăn đi. Rồi lát mình quay lại ha. Rồi, ok. Model đã train xong rồi. Thì tổng thời gian train của nó là hết 56 phút 41 giây. Là khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ chúng ta sẽ plot loss của train với loss của valid trong quá trình huấn luyện của mạng, xem nó như thế nào ha. Mình sẽ đặt nó là model loss. Trục Y sẽ là loss và trục X sẽ là số epoch. Test và validation. Rồi, đây. Đây là hình của loss của train với loss của validation. Thì như ở đây chúng ta thấy là loss nó cũng rất là nhỏ rồi ha, cái model cũng tương đối ok. Thì mình sẽ dùng cái model này để predict coi nó có tốt không nha. À, bây giờ mình sẽ test ha. Bằng không thì sẽ trả về kết quả là is not to. Rồi. Return về kết quả to mà. Rồi. Thank you.
Ở đây mình sẽ lấy bất kỳ một cái image nào đó của Brad predict đưa vào đây. À, mình chưa reset nó lại. Rồi, lại ha. Im show. Vậy là mình phải import. Rồi, ok. Ở đây, nó dự đoán cái image này là độ chính xác lên tới 98,66% và nó không phải là một hình ảnh có khối u. Mình thử một cái hình ảnh khác nha. Cái này gần 100% nó dự đoán không phải là hình ảnh có khối u. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử một cái hình ảnh khác ha. Cái hình ảnh khác. À, ví dụ như cái hình ảnh số 2 này là theo mắt thường chúng ta thấy là nó đang có một khối u ở đây, thì để dự đoán xem có đúng không nha. Mà nó dự đoán cái này là có khối u với độ chính xác là khoảng 98%, hoặc là cái số 9 này đi. Mắt thường chúng ta thấy là ở đây cũng có một khối u đúng không? Đây, đưa vô đây thì nó dự đoán là không có khối u, thì có thể là do cái data khá là ít và trend chưa được nhiều cho nên là nó có thể dự đoán sai. Thì bây giờ chúng ta có thể tăng cường data bằng cách sử dụng augmentation data. Thì mình sẽ ví dụ augmentation một hình ảnh cho các bạn xem thử. À, chúng ta sẽ có rotation range là khoảng 15 độ. Width shift range à. Thay đổi chiều rộng và cũng thay đổi chiều cao luôn là 0.05. Rescale. Thì scale là 1 chia cho 255. Cường độ cắt là 0.05. Độ sáng là từ 0.1
khoảng 1.5. Lật ngang. Lật ngang. Lật dọc. Rồi, thử chạy ha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái folder để chứa các hình ảnh mà đã augmentation. Ta sẽ đặt tên nó là ví dụ như là preview đi. À, ok. Ta kiểm tra xem nó có chưa ha. Đây, preview đây. Rồi, chúng ta sẽ lưu các cái hình ảnh đã được augmentation vào preview này. Rồi, chúng ta sẽ tạo nó ha. Save to dir là ở preview này. Rồi. Prefix là cũng ở đó luôn. Và có tên là image. Rồi. Format là JPEG. Khoảng 20 hình thôi ha. Rồi. À, cái này là shape chứ không phải là reshape. Rồi. Rồi, chúng ta plot nó ra. History. Tên nó là original image đi. Rồi, show ra. Show ra. Rồi.
Tiếp theo chúng ta sẽ xem các cái hình ảnh từ hình ảnh được augmentation. This deer, this deer sẽ lấy ở preview này. Thêm với lại cộng với lại image rồi. Image. Right. Color BGR BGR to RGB. Subplot 3 hàng 7 cột. Nếu như mà vượt quá 21 là có 20 hình augmentation và một hình gốc là 21 thì dừng. Tên nó là augmented image. Rồi sao? CV hai image. Ok, ở đây. Đây là cái image được augmentation ha. Có xoay trái, xoay phải, rồi, lật lên, lật xuống, có hết. Rồi thì nếu mà muốn có nhiều data thì các bạn augmentation data cho tất cả là 3000 image thì nó sẽ được một lượng data khá lớn, khoảng đâu tầm 6000 image thì nó sẽ thì khi mà huấn luyện model thì nó sẽ tốt hơn. Thì cái này các bạn tự về làm nha. Thì vậy là chúng ta tìm hiểu được cách dự đoán một cái hình ảnh MRI có khối u hay là không rồi. Thì từ bài này thì các bạn có thể điều chỉnh một số thông số để nắm rõ hơn về bài này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.